Thưa quý vị, trong đổi mới giáo dục để nâng cao chất lượng toàn diện, những năm gần đây, ngành giáo dục đào tạo cả nước đồng loạt triển khai sâu rộng nhiều phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường học hạnh phúc, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Trường học rõ ràng không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn xây đắp nhân cách, tâm hồn cho thế hệ công dân tương lai. Vậy tạo dựng môi trường học đường nhân ái bao dung như tinh thần trường học thân thiện hay để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, chắc chắn chúng ta sẽ có những công dân sống chan hòa với mọi người xung quanh. Chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ. Ghi nhận sau đây tại một ngôi trường tiểu học về cách dạy cho học sinh chào nhau và chào thầy cô giáo trước khi bắt đầu buổi học cho thấy gieo ươm hạt mầm yêu thương chan hòa trong mỗi trẻ nhỏ rất cần phải bắt đầu từ chuyện giản đơn cơ bản hàng ngày. Xếp hai hàng ngay ngắn chờ đến lượt mình và chào cô theo ý thích, như cùng đập tay rồi nói yeah, sau đó cụm tay, bắt tay hoặc chọn cách ôm cô giáo thật chặt. Đây là cách mà 1.150 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 cùng hơn 30 giáo viên chủ nhiệm của trường tiểu học Lý Tự Trọng tại thành phố Vũng Tàu thực hiện mỗi ngày để đón chào nhau trước khi vào buổi học đầu tiên. Con thích biểu tượng ôm. Tại sao con lại thích biểu tượng ôm? Tại vì giống như con ôm trong lòng ba mẹ. Con thích biểu tượng ôm vì con được ôm cô giáo biểu hiện tình cảm. Nếu mà không được ôm thì con thấy thiếu thiếu. Hoạt động chào buổi sáng được duy trì tại trường Lý Tự Trọng đã 2 năm học và vẫn tiếp tục duy trì. Vì cả thầy lẫn trò đều thấy yêu thích, hiệu quả trong giáo dục, học tập cũng theo đó được phát huy. Trong cái xây dựng trường hạnh phúc thì rất là nhiều hoạt động. Thì trong đó là có cái giao lưu gắn bó giữa thầy và trò, và để cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng với cả thầy và trò thì cái vấn đề chào buổi sáng với nhau là rất là quan trọng với giáo viên và học sinh đến trường để được vui, vui để học và học để vui. Việc chào hỏi này được thể thực hiện rất là tự nhiên. Các con chỉ đến và các con hoạt động, cô không cần phải hướng dẫn nhiều. Con cân nhắc lựa chọn cho mình một cái hình thức thể hiện tình cảm với cô rất là vui vẻ, rất là tự nhiên mà cảm thấy rằng là cái tình thầy trò nó rất là ấm áp. Thì tôi cảm thấy là các con rất là vui vẻ, phấn khởi và các cái tiết học các con sẽ tiếp nhận một cách tốt hơn và hứng khởi hơn. Chào nhau trước mỗi buổi học như các trường tiểu học Lý Tự Trọng ở thành phố Vũng Tàu đang thực hiện không phải là chuyện mới. Đây là mô hình làm theo nhiều trường học trên thế giới và nhiều trung tâm Anh ngữ tại Việt Nam, tại Bà Rịa Vũng Tàu đang thực hiện. Học sinh có thêm trải nghiệm thú vị với mỗi ngày chọn cách chào cô giáo hay bạn bè theo cá tính sở thích. Thầy cô giáo cũng có thêm cơ hội gần gũi, yêu thương, kịp thời nhận biết, cảm nhận hàng ngày của học trò mà điều chỉnh cách dạy và dỗ phù hợp. Đoàn thanh niên thì cũng đã xuống giúp đỡ các cô hiểu được các biểu tượng như là đập tay hay là vỗ tay hay là ôm, thì tùy theo các cô sáng tạo. Có thể là có những cái biểu tượng là các cô có thể vừa vẫy tay vừa lắc một điệu nhảy nào đó tùy theo từng lớp, thì các bạn có cái sáng tạo, các bạn cảm thấy rất là hứng khởi khi đến trường, sẽ nắm bắt được là cái sở thích của học sinh của lớp mình, và mình tổng hợp lại, mình tùy lớp mình có thể thay đổi các chào hỏi đi, không phải là khuôn là một cách, năm cách như thế này, mỗi lớp một khác nhau, và bắt đầu là tập huấn lại các cô, và các cô bắt đầu là cô và trò cùng kết hợp. Cuộc sống hiện đại với vô vàn áp lực, ngày càng nhiều người bị stress, thấy mình bị cô lập, đơn độc hơn, thậm chí bị mất cả nhu cầu cần chia sẻ, thấu hiểu. Bài học từ nhà trường và trải nghiệm thú vị về chào buổi sáng thế này chắc chắn sẽ là bài học nhỏ mà không nhỏ với trẻ nhỏ, cũng là ký ức quý giá để mỗi người lớn được nhắc nhớ mà sống chan hòa, rộng mở hơn khi thấy mình bị stress.